Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 6 nè mọi người. Đây, đó là cửa hàng cũ ha, nhưng mà hôm nay mình ở trên lầu. Mọi người thấy ở cửa hàng này cũng khá là to ha, trưng bày rất là nhiều xe. Thì cái cửa hàng này tọa lạc tại cửa hàng tại đường 22 tháng 12, phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương. Nếu mà ai không biết cái địa chỉ cửa hàng á, thì mọi người lên trên đây, mọi người nhấn là Suzuki 3S Giáp Bình Dương thì mọi người sẽ thấy được ha. Thì cái cửa hàng bên mình á là đại lý chính hãng của Suzuki, nhưng mà nó là chi nhánh của hàng Head Giáp Bình Dương ha. Giáp Bình Dương bên mình là một cái Head Honda, nhưng mà đây là đại lý chi nhánh số 6 của Honda Giáp Bình Dương, nhưng mà nó là đại lý chính hãng của Suzuki đó. Thì những ai mà thắc mắc vấn đề này thì mình giải thích luôn rồi ha. Rồi thì hôm nay nè, đem đến cho mọi người một chiếc xe. Hôm bữa giờ mình quay Bentley 90 cũng khá là nhiều luôn rồi, Bentley CD 90 cũng khá là nhiều cho mọi người rồi đúng không? Nhưng mà hôm nay là có một cái chiếc này gọi là rất là đẹp luôn ha. Đây, đây, để từ cho mọi người xem nha. Mọi người coi hết video đi, mình sẽ công bố giá sau. Cuối video mình sẽ công bố giá, bây giờ sẽ đi chi tiết trước chiếc xe cho mọi người xem từng chi tiết một nha. Lớp xe Inu ha, Inu. Rồi bây giờ qua bên đây. Đầm ha, đầm xe, để mình coi nó nằm bao nhiêu nha. Rồi đây là cái phần niền năm của xe, 96 ha, năm 96, đời 96. Rồi tiếp theo, chiếc này đẹp lắm nha mọi người. Đây là phần đầu bò của nó, mọi người có thể nhìn thấy nha. Mở sáng cho mọi người xem nè, cho kỹ. Ten 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 ten. Ốc đầu bò ron xanh, cái kiểu cờ kiết gì đó. Mọi người có thể nhìn thấy kỹ ha. Quay toàn cảnh như là mọi người xem xe ở ngoài thường thiệt luôn. Thì những chiếc xe này chắc là những các cô các chú thì sẽ đam mê hơn là những bạn trẻ rồi. Các bạn trẻ thường sẽ không có đam mê những cái dòng xe này. CD 90 bô xanh cay, bô xanh cay ha. Đây đùm phía sau nó bắt đầu nổ bông nè đó, mọi người thấy kỹ ha. Biển số 59D283390. Ở chỗ này có chữ ra băng đây nè, chỗ này nè, cái chụp đèn lái sau nè, hai cái xi nhan được cũng có hết trơn nha. Rồi đây phần bình xăng ha. Này tem bọng này nọ còn nha mọi người đó, mắc in xà băng. Đây đầu bò đây, mọi người muốn nhìn kỹ cỡ nào cũng được ha. Xe này hiện tại là chưa có xăng, chưa có lắp bình nha mọi người, nên là mình chưa có xăng nữa là lộn, nên là mình không có đổ đạp cho mọi người nghe được. Rồi giờ công khai giá nha. Khoan, trước khi công khai giá thì mình lên đây mình nhìn cái này trước nè. Đây 316 km nha, 316 km. Đèn nè, xi nhan, càng bên đây là không có gì hết đó, chìa khóa là còn hai chìa luôn. Đây hai chìa zin ha, chìa zin thì có cái số ở đây nè, chìa làm lại thì nó sẽ không có. Giá của nó đây, giá niêm yết nha, 250 triệu nha mọi người,
250 triệu cho chiếc xe này. Thì bên mình á, Bentley CD90 này, bên mình á có khá là nhiều con. Nếu mà mọi người thấy chiếc này khá đắt so với số tiền mà mọi người muốn bỏ ra, thì mình có một chiếc 88 triệu nữa là rẻ nhất. Nhưng mà nó không đẹp ha, số tiền thì đôi với lại chất lượng rồi. 100 triệu, 115 triệu, 120 triệu. Thì có con mình chấm nhất, cái con mà vừa tầm sử dụng mà đẹp á là con 120 triệu. Mà mình cũng đã đăng cái clip đó rồi, mình đã quay cho mọi người xem rồi. Đó. Thì mọi người có thể vào kênh của Vlog 61 xong rồi nhấn vào chữ video á, rồi mọi người xem thì sẽ thấy được cái video mà chiếc Bentley CD90 ha. Con này thì nó là tem vàng. Đó. Đi 300 mấy chục cây thôi. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Thì bên cửa hàng mình á, khi mà mọi người mua xe bên cửa hàng mình á thì sẽ bao cho mọi người là hải quan chính ngạch, bao rút hồ sơ ha. Rồi khi mà mọi người mua xe á, nếu mà mọi người sợ xe rút hồ sơ xong rồi đăng ký không được thì nọ, thì cứ là bên mình đăng ký luôn. Nhưng mà tiền chi phí đăng ký thì mọi người phải chịu ha. Và cái thời gian mà rút hồ sơ á là khoảng từ 15 tới 30 ngày. Giá xe là giá niêm yết và anh chủ chơi xe là giá niêm yết luôn. Nếu mà mọi người ở xa thì cứ lên đây xem xe hoặc là kết bạn Zalo và số điện thoại bên góc trái màn hình ở đây ha. Đó, rồi sẽ liên hệ với con sẽ muốn biết, con muốn coi được cái chi tiết những hình ảnh nào thì cứ gọi liên hệ Zalo con sẽ chụp hình gửi qua. Đó, thì giá xe là giá niêm yết, không thể nào giảm được. Nếu mà con giảm một cái là con bị trừ tiền như tiền lương luôn đó. Đó, nên là con không có những quyền hành gì để con giảm được cái số tiền của chiếc xe ha. Nên mọi người thông cảm giúp con. Vận chuyển, nếu mà ở xa thì vận chuyển thì bên con sẽ có dịch vụ vận chuyển. Nếu mà mọi người mà vận chuyển chiếc xe này á, là đây số khung nè. Nếu mà người vận chuyển chiếc xe này á mà gửi chành á, gửi những cái chành dịch vụ này nọ thì tốn chi phí khoảng 1 triệu mấy thôi. Nhưng mà con nghĩ là chắc chắn là những người mà chơi những dòng xe này á, sẽ không bao giờ để ra những cái dịch vụ chành để giao xe đâu, thì rất là sợ bị chạy xe. Thì bên con cũng có dịch vụ giao xe nữa nhưng mà cái giá chi phí nó sẽ đắt hơn đó. Ở Cần Thơ thì giao khoảng là 3 triệu miền Tây nọ kiểu á ha. Nhưng mà đó là đôi lại là chiếc xe mình sẽ được cưng hơn, xe chuyên dụng mà, nên là giao xe thì nó sẽ không có vấn đề gì hết, không có đổ ngã gì hết, mọi người cứ yên tâm ha. Nếu mà mọi người mua xe ha rồi rút hồ sơ, mọi người rất là nhiều người sợ là không đăng ký được, thì nếu mà không đăng ký được thì trả xe lại bên cửa hàng mình sẽ trả tiền lại cho mọi người, chắc ăn vấn đề đó luôn. Yên tâm để mà mua xe cho cửa hàng Honda Chí Bình Dương, là cửa hàng xe cổ rất là lớn, nên là mọi người cứ việc yên tâm bao rút hồ sơ, và muốn nếu mà đem về đăng ký không đăng ký được thì thấy người xe lại đây mình sẽ trả tiền lại ha. Rồi thì con cũng cảm ơn tất cả các cô chú đã xem kênh của Vlog 61 nha. Nếu mà các cô chú á mà thích cái dòng xe này á thì cứ liên hệ với con bên góc trái màn hình nha, con quay rất là kỹ cho mọi người luôn. Không biết đường đi thì mọi người thì các cô chú cứ gọi cho con sẽ chỉ đường cho mọi người đi. Nếu mà thấy chiếc này giá cao quá, đắt quá mà không thể nào mua được á, thì mình có thể liên hệ với con sẽ quay cho các cô chú xem những cái con như là 120 triệu nè, 88 triệu là con thấp nhất ha, 88 triệu thấp nhất. Rồi, thì cũng cảm ơn tất cả các cô chú đã xem video của con ha. Nếu mà các cô chú chưa đăng ký kênh của con á, thì các cô chú nhờ các con, các cháu gì đó, nhấn đăng ký dùm cái kênh của Vlog 61. Và nhớ là phải bật cái chuông ha, bật cái chuông để khi mà con có ra thông báo gì á, ra video nào mới thì các cô chú sẽ được báo lên trên điện thoại của mình để được xem. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú ở những clip tiếp theo.